Đây là buổi phát thanh tại huyện Tổ Chùa, tỉnh Điện Biên, tổng kết ngày hội Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào 8 giờ ngày 28 tháng 10, tại huyện Tổ Chùa, tỉnh Điện Biên đã tổ chức ngày hội Internet tại khu vườn huyện. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ. Với sự tham gia đông đảo của người dân huyện, ngày hội Internet đã thành công tốt đẹp, mang tới cho bà con một cách nhìn đầy đủ hơn về vai trò của Internet đối với xã hội nông thôn ngày nay. Theo thống kê của ban tổ chức, ngày hội Internet huyện Tổ Chùa, tỉnh Điện Biên đã thu hút nhiều lượt người tham dự. Đến với ngày hội Internet, người dân đã được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Nhiều bà con chưa từng biết sử dụng máy vi tính, nhưng với sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ kỹ thuật đã có thể tự tìm những thông tin cần thiết cho mình trên mạng Internet. Có những người đã tìm được nhiều thông tin hữu ích ngay tại ngày hội, như các chính sách của Đảng và Nhà nước, các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cập nhật giá cả các mặt hàng trên thị trường nông sản. Bên cạnh đó, người dân còn được thưởng thức các màn trình diễn văn nghệ đặc sắc do đội văn nghệ của huyện biểu diễn, tham gia các trò chơi đối với kiến thức thi kiến